Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ưu đãi cho doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Nhiều diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án vào đầu tư. Gói tín dụng ưu đãi cho vay đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trả lời của cơ quan chuyên môn với câu hỏi của doanh nghiệp. Phóng sự: Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, đảm bảo tiến độ trước biến động giá nguyên vật liệu tăng cao. Và sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Để khai thác tối ưu tiềm năng thế mạnh các địa phương, nhiều ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Hưng Yên sẽ nhận được ưu đãi. Cụ thể, những ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư bao gồm công nghệ sinh học, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghệ phần mềm, ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu phát triển sẽ được hưởng ưu đãi thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đối với ngành nghề ưu đãi đầu tư như sản xuất thép cao cấp, sản xuất thiết bị nông nghiệp, năng lượng sạch tiết kiệm, sản xuất thiết bị tưới tiêu được hưởng ưu đãi thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 17%, miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 20%, miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp được chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước với nhiều diện tích đất sạch, sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án vào đầu tư. Trong đó đã có 9 khu đi vào hoạt động, các khu còn lại đang triển khai và xây dựng hạ tầng để tiếp nhận các dự án vào đầu tư. Cùng với đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư thời gian tới, tỉnh Hưng Yên đang và sẽ triển khai xây dựng, quy hoạch thêm nhiều trục giao thông kết nối vùng, liên vùng. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hơn 2.100 dự án vào đầu tư, trong đó có trên 1.600 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 310.000 tỷ đồng và trên 510 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 6,2 tỷ đô la Mỹ. Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đưa ra gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Gói tín dụng này được 4 ngân hàng quốc doanh triển khai sẽ dành cho xây dựng dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Cùng với đó, thời gian qua, nhà nước cũng đã ban hành một số văn bản quy định để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, có cơ cấu phân khúc nhà hợp lý, cân đối, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân còn thiếu trên phạm vi cả nước. Hưng Yên được đánh giá là tỉnh có thị trường bất động sản sôi động với nhiều dự án đô thị lớn, phân khúc trung và cao cấp. Tỉnh có chính sách ưu đãi kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Khu đô thị Eco Park tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa được vinh danh là dự án phát triển nhà ở bền vững xuất sắc châu Á tại Giải thưởng Bất động sản quốc tế năm 2022 tổ chức tại thủ đô London, nước Anh. Khu đô thị Eco Park được đánh giá cao bởi các yếu tố tổng thể như xây dựng hoàn chỉnh, đầy đủ chức năng công cộng, tiện ích từ cơ bản tới cao cấp với mô hình chia sẻ cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, hướng đến cuộc sống khỏe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Ngoài ra, khu đô thị Eco Park còn được đánh giá là khu đô thị hướng tới ứng dụng công nghệ cao, thông minh, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. Đây là dự án đầu tiên của Việt Nam đạt giải ở hạng mục này của khu vực châu Á. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại hotline 0363 089 089 và địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com, chương trình nhận được nhiều câu hỏi của các cá nhân, doanh nghiệp về nhiều lĩnh vực khác nhau như đất đai, thuế, hải quan. Trong phần hỏi đáp doanh nghiệp của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này, chúng tôi xin giới thiệu phần trả lời của đại diện cơ quan chuyên môn với câu hỏi của doanh nghiệp có nội dung như sau. Xin hỏi các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký bảo vệ môi trường. Là những cái dự án nhỏ và không thuộc đối tượng về cấp phép môi trường. Thứ hai nữa là những cái dự án mà nằm trong khu công nghiệp và phát sinh nước thải nhưng mà đấu nối vào cái hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp và không phát sinh cái khí thải. Cái thứ ba nữa là đối với những cái dự án mà không nằm trong danh mục các cái cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây nhiễm môi trường. Và đối với những dự án mà phát sinh những chất thải nguy hại dưới 100 kg trên một tháng. Thì đấy là những cái dự án mà thuộc đối tượng đăng ký môi trường.
quý doanh nghiệp và cá nhân có những câu hỏi liên quan đến doanh nghiệp của mình hay có những nội dung cần thông tin phản ánh trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, email đồnghanhcungdoanhnghiep.hungyen@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ nửa cuối năm 2022 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm. Vì vậy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại. Tuy nhiên, cái khó của doanh nghiệp gặp phải hiện nay là một bên giá nguyên vật liệu tăng, một bên là áp lực về tiến độ công trình. Giữa khó khăn đó, sự nỗ lực của doanh nghiệp để đảm bảo tiến độ là điều rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, về lâu dài, các chính sách quy định về giá của nhà nước cần phải theo sát biến động lên xuống của thị trường. Phóng sự phản ánh tại huyện Phù Cử. Bắt đầu thi công đường trục trung tâm huyện Phù Cử cũng trùng với thời điểm giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao so với đơn giá doanh nghiệp ký với chủ đầu tư. Có giai đoạn mỗi khối cát san lấp được đổ xuống công trình giữ giá theo hợp đồng với giá thực trên thị trường, doanh nghiệp lỗ từ 50 đến 60 nghìn đồng. Khó khăn là vậy, nhưng để đảm bảo phân kỳ đầu tư, hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2025, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 30% khối lượng công việc, phấn đấu vượt kế hoạch trước 16 tháng. Các công trình xây dựng, đặc biệt là công trình giao thông, thì hiện giờ tinh thần chung là nó gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về giá cả vật tư, nó có biến động rất là lớn trên thị trường, trên hầu hết là công ty làm gặp rất nhiều khó khăn trong cái giá cả và bù lỗ rất nhiều trong cái cước phí vận chuyển rồi là vật tư đầu vào. Chỉ tính riêng công trình do huyện làm chủ đầu tư, huyện Phù Cử đang triển khai thi công trên 50 công trình cả chuyển tiếp và khởi công mới. Dù gặp khó khăn nhưng sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp là rất lớn vì đến nay hầu hết đều đảm bảo và vượt tiến độ đề ra. Ở một khía cạnh khác, khó khăn cũng là phép thử để doanh nghiệp khẳng định năng lực, uy tín của mình với chủ đầu tư và địa phương. Hiện tại thì giá vật liệu so với hồ sơ thầu và hiện tại nhà thầu nhập thì giá cả đang chênh với 1,2 lần, đặc biệt là giá cát và giá bây. Tuy nhiên thì nhà thầu vẫn nỗ lực để triển khai tập trung vật tư, máy móc để thi công hoàn thành đúng cái tiến độ mà chủ tư đã đề ra. Năm 2022, Phù Cử là địa phương dẫn đầu tỉnh về giải ngân vốn, tỷ lệ giải ngân vốn tỉnh đạt 96,6%, tương đương gần 240 tỷ đồng. Điều này không chỉ góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn góp phần vào mức tăng trưởng ấn tượng của tỉnh đạt 13,4%, mức tăng trưởng cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Lựa chọn nhà thầu thì sẽ lựa chọn coi như là cái chấm điểm thang điểm cao đối với nhà thầu nào có nhiều năng lực, có năng lực và có cái kinh nghiệm uy tín trong cái quá trình mà triển khai thực hiện dự án, để chúng ta sẽ coi như là ưu tiên lựa chọn để coi như là các doanh nghiệp có điều kiện để tập trung nguồn lực để triển khai coi như là dự án sớm. Cái thứ hai là chúng tôi chỉ đạo cái giải phóng mặt bằng quyết liệt để khi mà doanh nghiệp thì cũng không phải chờ coi như là mặt bằng để triển khai coi như là dự án, mà khi mà có mặt bằng thuận lợi thì doanh nghiệp sẽ triển khai thi công công trình trên toàn bộ các cái tuyến công trình và sẽ áp dụng được nhiều biện pháp để tiết kiệm hiệu quả chi phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án tổng thể, tốt hơn là khi mà phải triển khai chờ đợi đối với này cả mặt bằng thi công. Trước khó khăn là vậy đã chứng minh nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng. Dù gặp biến động về giá nguyên vật liệu tăng cao nhưng vẫn duy trì nhịp độ thi công ở mức cao nhất để các công trình sớm hoàn thành về đích, tạo các điều kiện thuận lợi mang tính căn bản lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những nội dung cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi liên quan về các vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cần sự trả lời giải đáp của các ngành hữu quan, xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiep.hungyen@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.